anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chào tất cả bà con đang nghe trên kênh của em nha. Đây, các sư bọn em hôm qua là không về tới nhà là 5 giờ sáng. Cũng không người ta hiểu được mình nhà như thế tâm linh bảo là một cái tâm linh. Hôm qua là rất là phê pha luôn rồi nhỉ. Con cũng đen. Không. Pha phê tê dưới và tê tê luôn á. Sư Minh Tuệ, đoàn Sư Minh Tuệ đang nghỉ ngơi cách đây khoảng 7 cây nha các anh chị. Mọi người yên tâm cho mọi người. Thầy chưa đi qua Huế mình mãn này. Thầy chưa đi qua Huế luôn. Rồi em phải tắt cái live bên Facebook nha. 44 câu nói của Sư Minh Tuệ lấy đi nước mắt triệu dân Việt Nam. Từng câu từng chữ vừa chua xót vừa kính phục. Dưới đây là những lời chia sẻ của Thích Minh Tuệ trong chừng ấy thời gian ngài bước chân độc hành. 1. Giữa tháng 7 năm 2017, con đi làm vô tình nghe được Phật Pháp, con phát nguyện ăn chay ngày một bữa, tìm đọc kinh sách Phật và giữ giới trong 6 tháng. 2. Con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia. 3. Cha mẹ con lúc đầu không cho, sau đó thì cũng chấp thuận. Con được cha mẹ chia phần tài sản như các anh em trong nhà nhưng con từ chối, con chỉ xin cha mẹ ký giấy cho con xuất gia thôi. 4. Lúc đầu tu học thì con không hiểu được gì nhiều. Con như người học lớp 1 rồi học lớp 2, từ từ học lên nữa, người ta cũng chỉ cho con mới hiểu nhiều hơn. 5. Con học tu ở chùa một thời gian có pháp danh là Thích Minh Tuệ, sau đó con thấy không hợp nên con rời bỏ chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá, hàng ngày đi khất thực. Dù Phật không có nói nhưng con chọn ngủ ngồi 3 năm rồi, không có nằm. Con ngủ ngồi là muốn bỏ cái ngủ đi, khi nào mệt quá thì ngồi dựa vào gốc cây hay bờ tường cũng được. 6. Sau thời gian ở một chỗ, con thấy mình không có cơ hội xúc phạm để thử thách tham sân si, nên con quyết định đi bộ hành từ Nam ra Bắc rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng. 7. Con muốn giữ lại pháp danh cũ, nên có nói tên con là Thích Minh Tuệ thay vì nói tục danh con là Lê Anh Tú. 8. Trước khi đi tu, con cũng có việc làm như bao người nhưng con không hạnh phúc bởi con tư duy thấy rằng cho dù ai có việc làm, có công chức, cuộc sống ổn định nhưng rồi cũng bệnh, cũng già và qua đời như nhau, con sẽ giống họ. 9. Con muốn học những điều cao siêu vi diệu, tối ưu, thiền định trí tuệ, thoát được khổ đau và an lạc hạnh phúc. 10. Phật bay như thế nào? Con làm theo thế ấy để có an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết, con chưa vào định được, con còn đang học. 11. Con đi tu là để cầu giải thoát. Khi đắc đạo chánh đẳng, tránh giác, con mới đền đáp được công ơn cha mẹ. 12. Ngày nào con cũng xin ăn không quá một bữa cơm mỗi ngày để nuôi thân tu hành. Con không tích chứa để dành hoặc xin thêm. 13. Con tuyệt đối không nhận tiền, vàng là vật phẩm của ai dưới bất kỳ hình thức nào. 14. Y áo con mặc được may từ vải con nhặt ở nghĩa địa hay thùng rác ven đường. 15. Con không sử dụng y áo có màu giống với các tu sĩ và nói mình ở chùa nào vì con không muốn mượn hình ảnh để ảnh hưởng đến sư thầy và các nhà chùa. 16. Bình bát để nhận thức ăn là do con sửa chế từ nồi cơm điện người ta cho. Đó không phải là y bát của quý sư thầy.
17. Đời là vô thường, sống nay mất mai, đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu. Lỡ mai mất đi thân này thì con đâu còn cơ hội. 18. Có người hỏi con ngủ ở nghĩa địa có thấy gì không? Con nói không thấy cũng không đúng. Có khi con thấy bóng đen nào đó đi qua nhưng không ảnh hưởng gì đến con thì con nói thấy hay không thấy cũng vậy. 19. Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con. 20. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận, con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. 21. Giờ nếu anh có chửi con vẫn coi anh là bạn. 22. Người ta có tác động con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ. 23. Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc. 24. Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đẳng tránh giác thì không sao, nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ nó đến để thử thách trong lòng mình có vượt qua được không, có chiến thắng với 4 nỗi khổ sinh lão bệnh tử không. 25. Mọi người không nên học bói toán vì có cái đúng, có cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Hơn nữa, nếu họ tài giỏi thì họ đã bói cho họ rồi. Thay vì học bói toán, mọi người nên học đạo đức giới luật, cố gắng giữ năm giới. 26. Việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong giới định tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật. 27. Ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật được. 28. Người ta cho con chay mặn có đủ. Khi ăn, con chọn thức ăn chay. 29. Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật, Pháp, Tăng. 30. Con không kêu gọi hay lập ekip đi theo con quay phim, nhưng con cũng không xua đuổi họ. 31. Nếu họ vì quay phim con mà được lợi ích thì con cũng chúc họ hạnh phúc. 32. Đối với con, ở đâu cũng là chùa, nên con không quan trọng lý do vì sao chùa này mở cửa, chùa kia đóng cửa. 33. Con đi bộ, không đi xe là để rèn luyện sức khỏe. 34. Con đi chân trần để cảm nhận được những gì ở phía dưới chân. Hơn nữa, giày dép mau hư hơn chân con. 35. Ai không có thứ gì đáng giá trên người mới là hạnh phúc, vì họ không phải lo giữ gì cả. 36. Con không có gì hết nên con không sợ bị ai hại mình lấy của. Con không sợ mất bởi con đâu có thứ gì tiếc, cần phải sống để giữ nó. 37. Có người hỏi con ngủ trong chòi lá, rừng cây lạnh lẽo, rét buốt làm sao ngủ ngon bằng ở phòng kính chăn ấm đệm êm. Con nói vẫn ngon vì theo lời Đức Phật dạy, ngủ ở đâu cũng ngon nếu không có khởi tâm. 38. Đọc chú Đại Bi phải có mục đích nào đó, nếu vì muốn mình an ổn cần phải đọc chú Đại Bi. 39. Ai nói xấu con thì con không giận họ và chúc họ may mắn. Ai nói tốt con hay khen tặng con thì con bình tâm, không để mình bị dính vào ngã và con cũng chúc họ được hạnh phúc. 40. Nói tốt nói xấu hoặc khen chê con rồi thì cũng vậy, nhưng con phát hiện ra hai tâm trạng, người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc, còn người mắng con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên. 41. Con không phải là sư là thầy gì cả, con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi, con chỉ muốn tu học, con không có mục đích gì cả, tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng. 42. Khi nào con thành tựu được chánh đẳng, chánh giác, con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy, kinh sách nào của Phật cũng đều có cả. 43. Những người tu hành già cả hay nghèo khổ, mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo, vật thực hay cái gì đó. Những người sa ngã ăn chơi hư hỏng, mình bày cho họ đừng trộm cắp, sống lương thiện, giữ trọn năm giới, đó là bố thí pháp. 44. 6 năm qua con không là nhân sự ở chùa nào, con không là Nam Tông hay Bắc Tông, cũng không phải là tu sĩ, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó.